con xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép con xin chúc quý ông bà cô chú anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và thật nhiều bình an trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Vậy thì cả nhà ơi, thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà hoang bí ẩn, khám phá về những nơi có dân ma, những quỷ, chú ngụ, chú liệm của ta bà này. Thì ngày hôm nay cũng kính mời cả nhà mình cùng con sẽ quay lại cái khu rừng này. Thì lần trước cả nhà mình có xem video của con rồi thì chắc có biết rằng khu rừng này gì. Hiện tại vẫn còn, chắc có lẽ vẫn còn một bông linh nữa. Thì lần trước thì con giúp đỡ cái bông linh kia, nhưng mà không chịu để về chùa nữa tu học đó nha. Lại hứa khi nào mà ngồi suy nghĩ thế nào cũng tới giúp đỡ, nhưng mà lần sau đó, con quay lại thì lại bị một cái con quỷ kia nó dí đánh. Cho nên vô tình con tới thì cũng đã gặp được con. Thì con quỷ nó không xuất hiện ra luôn. Chắc có lẽ là núp, là thấy con đến đây hay sao á. Thì cuối cùng con đã giúp đỡ được cái bông linh của ông chú đó về chùa núi tu học. Thì cách đây cũng mấy ngày rồi thì con không có đến đây. Thì hôm nay con đến đây để mà con tìm kiếm hiện tượng là cái con quỷ đó đã dí ông chú như thế nào, rồi mình sẽ khuyên giải, mình cúng kiến, mình giúp đỡ để mình gửi về chùa núi để mà tu học, tu hiền, tu lành đó nha. Thì không biết là cái duyên của con ngày hôm nay có gặp được cái bông linh đó hay không, nhưng mà cũng cầu mong rằng sẽ gặp được cái con bông quỷ đó để mới có thể là cảm hóa, giác ngộ cho bông linh đó để mới có thể sớm được đầu thai đi chùa núi để mà tu, để có thể là sớm được đầu thai trước người đó nha. Nhưng mà không biết là cái có gặp hay không đây. Nghe cái bông linh của cái hôm bữa kể thì cũng rất là hung hăng, hung dữ, còn đánh đập xua đuổi. Chắc có lẽ là quỷ đó chắc lẻ lên đây để chiếm chỗ trú ngụ cái nha. Cho nên thì có lẽ là hiện tại có còn ở đây đó, tại vì mới mấy ngày thôi. Mà nhiều khi ở đây thì không có đồ ăn thì cũng có thể là đi đến chỗ khác để mà tìm kiếm thức ăn cái. Nên là mình cũng gọi là hên xui, có duyên thì mới gặp, còn không có duyên thì cũng mình bó tay nha cả nhà. Nhưng mà con mong thì mình sẽ có duyên với là con quỷ đó để mà thể cố gắng khuyên giải, cảm hóa, giác ngộ cho con mình nói, cho con mình đó hiểu hơn Phật pháp, để mình có thể mình gửi về chùa núi tu học như thế nha. Thì cũng gần tới Tết Nguyên Đán thì con cũng xin chúc cả nhà mình có một năm mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình, rồi làm ăn phát tài phát đạt, bằng sự như ý nha cả nhà. Hột nha, phải có cái bóng trắng trắng trước cái gì nha. Kìa cái nha, thấy có bóng bóng trước cái gì nha. Kìa cái nha. Đó cái nha. Kìa cái nha, để cái nha, cái máy luôn nha cái nha. Nha, cái máy luôn nha cái nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Sư phụ ơi, sư phụ. Con phát sư tới bắt con, sư phụ ơi. Sư phụ. Con phát sư tới bắt con, sư phụ ơi. Không có bắt, đừng có sợ. Sư phụ, con ra đi phụ con, sư phụ ơi. Phát sư sống tới bắt con, sư phụ ơi. Không có bắt, đừng bình tĩnh, Vong cứ bình tĩnh nha. Đâu có bắt đâu mà sợ. Đó, sư phụ. Bình tĩnh nha. Cậu là thế, cậu đi vô đây. Dạ thì em đây thì chủ yếu là muốn cúng kiến cho các phúc linh đang đói khát lẻo cổ ta bà này, để được ấm lòng nó giả mà, chứ không có bắt đâu. Thôi đi, cậu đừng có dụ tôi. Cậu dụ tôi đến bắt tôi nè. Sư phụ ơi, tiếp con sư phụ ơi. Sư phụ. Trời, sư phụ nữa hả? Rồi sư phụ đâu? Trời. Đâu vô? Sư phụ tôi đang tu luyện.
chết thật. Được. Thôi bình tĩnh đi, để tôi giúp đỡ cho được không? Thôi đi, cậu đừng có đợi đây, cậu dụ, cậu đừng bắt, dụ dỗ bắt tôi gì đi. Sao mà tin tưởng cậu được? Không có, đến đây chủ yếu là muốn cúng kiến thôi, rồi giúp đỡ, rồi khuyên giải để mà gửi về chùa nếu tu á, chứ đâu có muốn là bắt đâu. Ôi, đi khỏi đi, đừng có dụ tôi, sư phụ tôi dặn không có tin tưởng ai hết trơn á. Trời ơi, đúng rồi, thì nói chung là vong linh thì không tin tưởng ai là cũng đúng, nhưng mà hôm nay thì em đến chỉ là muốn cúng kiến cho các vong dùng thôi. Nói lên cứ bình tĩnh đi, cứ hoan hỷ đi ha, mở rộng cái lòng ra để đón nhận nha. Thôi, thôi, cậu đi về đi, tôi không có cần đâu, cậu đừng có đến đây cậu dụ dỗ, cậu bắt tôi. Không biết cậu có cần pháp sư xấu hay gì nè, dụ ngọt tôi nè. Trời ơi, còn có pháp sư xấu là đây, chỉ là đi giúp đỡ vong thôi, chứ phải pháp sư đâu mà bắt vong đâu mà sợ. Thôi, cậu đi về đi, không có tin tưởng cậu đâu. Cậu đứng ngoài hồi tôi kêu sư phụ tôi ra là cậu tới công chuyện đó. Trời. Cậu đi về đi. Trời, sao vậy, bộ sợ hay gì mà có gì đâu mà sợ. Tôi đã khoan hồng với cậu rồi đó nha, cậu mà lén phén là cậu coi chừng tôi đó. Trời ơi, tôi không có sợ cậu đâu nha. Trời, bộ không đói khát hay sao mà không để em cúng cho dùng. Ôi, tôi không có dùng đâu, không có chỉ thị của sư phụ tôi là tôi không có dám nghe lời ai hết trơn á. Ồ vậy hả, rồi có đói không? Đói thì tôi có đói. Thì đói gì để tôi cúng cho dùng ha. Thôi đi, cậu lỡ cậu cúng, cậu kêu tôi dùng rồi trong lúc tôi đang dùng thì cậu bắt tôi là làm sao? Trời ơi, nó không có bắt mà sao hỏi ra có nó bắt không à. Bây giờ kêu sư phụ đây luôn đi, rồi tôi cúng cho hai thầy trò ăn một lượt. Ổng tu luyện hay ổng đi đâu? Sư phụ tôi đang đi tu luyện công của ổng rồi, ổng không có ra đâu. Trời, ổng ra thì kêu ổng tới đây rồi cứu thì sao cứu được. Thì cậu làm quá là tôi kêu sư phụ tôi ra là ổng ra ổng phụ tôi là cậu biết tay cậu với ổng đó. Trời, giữ ra ổng có chửi cho tôi một chút đỉnh phép thật, tôi cũng không có sợ cậu đâu. Đúng không? Rồi thôi bình tĩnh đi ha, đừng có sợ, tôi đến đây thì giúp đỡ thôi nha. Bình tĩnh nha. Để tôi cũng... đi ra chỗ khác đi, chỗ thầy trò ta tôi ngủ đi đâu vô đây mà bình tĩnh, không bình tĩnh. Thì cúng thôi chứ có làm gì đâu. Cúng bây giờ tôi không cần. Thì không cần không? Thiệt là tôi không cần. Không cần thì tôi đi về à. Cậu mà lén phén, cậu nói nhiều là cậu có chừng tôi đó nghe. Vậy là ông chịu tôi đi về nha, không cúng tôi về nha. Tôi không có sợ cậu đâu. Thì biết rồi, biết không sợ rồi, không sợ mình nít núp không à. Cậu có ngon, cậu đi vô đây. Chổng làm gì? Chổng cho ông bánh tôi hả? Thôi nói chung là bây giờ bình tĩnh đi, đừng có sợ ha. Nãy giờ tôi rất bình tĩnh đó, chứ tôi mà hung hăng là nãy giờ là tôi xử cậu rồi đó. Trời. Tôi không có sợ cậu đâu. Không có sợ. Bây giờ nói chung là bây giờ có muốn để tôi giúp đỡ không? Muốn để tôi cúng kiến cho dùng không? Rồi mình còn về chùa nếu mình tu học nữa, đúng không? Chứ mình ở đây lang thang quẩn thế này á, thì tối khác lẻo nè, rồi không được tu học nè, người sao được đi đầu thai chuyên kiếp. Thôi, có sư phụ tôi che chở mà đi đâu. Trời ơi, ổng cũng là tu luyện thì cũng thành quỷ rồi, người biết khi nào mới được đầu thai. Kệ thầy trò tôi đi. Cậu vô đây có ý đồ gì đây nè? Cậu xin dụ dỗ bắt thầy trò tôi luôn hay gì đây nè? Làm như có bác, trời ơi, sao nó bắt hoài vậy? Cậu tính xa tôi ra không? Không tính xa ra, cậu đừng có trách tôi nha. Thì đang xa anh có gần đâu. Tôi không có sợ cậu đâu. Đang đứng xa nè, bây giờ không cúng đúng không? Bây giờ không chịu cúng, tôi về, tôi bỏ cho đói luôn giờ nha. Cậu xa ra chỗ khác đi, cho thầy tôi còn nghỉ ngơi tu luyện, còn tôi còn nghỉ ngơi nữa. Vậy là nhất quyết bây giờ là không muốn để tôi cúng đúng không? Đêm khuya vắng vẻ rồi mà cậu vô đây cũng quấy rối quá. Quấy đâu quấy? Cậu mà quấy rối nữa cậu đừng có trách tôi nha. Trời, có làm gì đâu mà quấy rối. Tôi không có nhịn cậu đâu. Trời. Bình tĩnh đi mà, để tôi cúng cho mà làm gì hung như vậy. Cậu có ngon cậu đi vô đây. Dạ, thôi vô trọng bị quánh sao. Cậu có ngon cậu vô đây nè. Thôi ngu gì vô. Trời, biết thế nào cũng nhào đúng tôi mà. Cậu thả tôi ra. Thả gì mà thả? Cậu thả tôi ra đi. Tự nhiên người nhà nó quánh ta kêu thả. Tôi đuổi cậu gì em, cậu không gì cậu lì kìa. Thì bây giờ từ từ về, trước sau cũng về từ từ, gấp gì.
Trời ơi, biết thế nào cũng rình rình rình, nó giết tôi liền ha, ghê lắm. Tôi biết vậy mà nay tôi không ra đâu, tôi dụ cậu vô là được rồi, là cậu biết tay tôi rồi. Vậy đó hả? Thôi nói chung bây giờ em nói anh nghe nè, bây giờ anh cũng đã là một phong linh rồi, một linh hồn rồi, nói chung là nãy giờ em tính như chủ yếu là muốn dụ anh ra đây để em có thể định anh lợi, để em có dễ nói chuyện hơn thôi, chứ em không quắc bớ gì đâu anh sợ ha. Để cho em nói vài lời ha, thì nói chung thì em cũng được bề trên á gia hộ đi giúp đỡ những vong linh đó khác cõi ta bà này, được ấm lòng nuôi dạ, thì được ở vị chùa núi tu học á, nên thì anh cứ bình tĩnh, anh đừng có sợ, không có ai bắt bớ gì anh đâu nha. Còn về chuyện sư phụ của anh thì tu luyện như ba cái tà thật nghĩa là không có tốt đâu, nhiều khi càng tu luyện thì càng vướng vào ma đạo đó, rồi hút hành quỷ thình tinh á, rồi không có đào thoại những cái lòng người được. Bây giờ anh chưa có vướng vào đó thì anh nên về chùa núi đi, để mình nghe kinh niệm Phật, để mình giảm bớt cái nghiệp. Chứ mà anh cần tu luyện theo sư phụ của anh nữa là sau này anh vào con đường tâm tối đó, rồi biết khi nào mới được đầu thai chuyển kiếp rồi mọi người. Có phải là cậu giúp vong linh như tôi không đó? Thiệt mà, chỉ giúp thôi chứ đâu có đi hại đâu mà sợ. Thì tôi cũng phải sợ chứ, nhiều khi lỡ mấy ông pháp sư xấu đúng mấy ông đó ông bắt tôi không biết tôi sẽ ra sao nữa. Ông đem về ông giúp đỡ tôi, chỉ dẫn tôi đầu thai chuyển kiếp làm con người mới thì còn được. Còn đằng này ông không chỉ mà ông đem về ông luyện pháp thuật của ông thì tiêu đời tôi luôn. Thì bởi vậy bây giờ anh mới bình tĩnh để em giúp đỡ cho. Em không có bắt anh, nếu bắt nãy giờ em bắt rồi đúng không? Bây giờ em chỉ muốn là cúng kiến cho anh dùng, và một chút xíu nữa em sẽ gửi anh về chùa núi cho anh tu. Như vậy thì sẽ được giảm bớt nghiệp nhanh nhất nè, rồi mình sẽ được khai trí tuệ nè, đó bắt đầu mình mới là nè tu học để mình sớm đắc đạo, rồi mình chuyển kiếp đầu thai làm người nữa. Chứ bây giờ nếu như em là một người pháp sư xấu, nãy giờ là em đâu có ngồi đây nói chuyện với anh đúng không? Anh ra đây là anh đã bị em bắt rồi, giờ là em bắt anh vẫn được, mà em có bắt đâu, em vẫn ngồi nói chuyện với anh những chuyện đạo lý của đời thường thôi, nói cho anh hiểu để anh có thể là hiểu về tấm lòng của em hơn, để em giúp đỡ dễ dàng hơn. Yeah. Nếu thực sự cậu giúp đỡ tôi thiệt không, vậy thì cậu thả tôi ra đi, cậu đừng có trói tôi. Thì nói chung là tại vì lúc hồi nãy trói lại để cho anh bình tĩnh thôi, chứ em cũng không muốn trói anh đâu. Yeah. Rồi thôi để em thả anh ra ha. Rồi sao? Bình tĩnh đi ha, đừng có sợ nha. Trời ơi. Rồi nãy nói gì ông sư phụ ổng tu luyện ở đâu? Sư phụ tôi dặn tôi canh lòng vòng ở đây nè, ổng nói để ổng tu luyện phép thuật gì của ổng đó. Thì hỏi sư phụ ơi, sư phụ tu luyện ở đâu? Sư phụ đừng có đi xa quá bỏ con sợ sư phụ. Sư phụ nói sư phụ cũng ở lòng vòng ở đâu đây nè, sư phụ không có đi xa đâu, con cứ yên tâm đi. Sư phụ luyện phép thuật, sư phụ không có bỏ mày đi đâu, nhưng mà tôi biết sư phụ tôi nói lòng vòng, nhưng mà không biết là sư phụ ẩn thân chỗ nào luyện phép thuật tôi cũng không biết nữa cậu ơi. Có khi nào gì đang ngồi nói chuyện với anh mà ổng xuất hiện ra ổng quốc không? Tôi cũng không biết nữa sư phụ, tôi lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện, tôi cũng không hiểu nữa cậu ơi. Thôi giờ anh bình tĩnh đi, bây giờ sư phụ anh đi thì chắc có lẽ là anh cũng bái làm sư phụ thôi, cũng là tôn sùng ông đúng không? Nhưng mà bây giờ thôi, bây giờ anh cũng đã có cái duyên gặp em rồi đúng không? Thì để em giúp đỡ cho anh, tại vì đúng là anh gọi là sư phụ cũng tốt, tại vì có một người bảo vệ anh. Nhưng mà bây giờ mình đã một linh hồn rồi, bảo vệ như vậy cũng không tốt nữa. Nhiều khi là sư phụ anh tu qua luyện ba cái ta thật cái đó, nó sau ngày cái thành quỷ thành ma, cái đầu cái hoành hành ở cõi ta bà này nó xong rồi đâu có được tốt, rồi bề trên sai người xuống trách phạt đúng không? Còn bây giờ em thì chỉ muốn là giúp đỡ, đưa các anh về chùa núi tu, như vậy mình có thể là tao thay mình sớm làm con người. Bộ không lẽ anh muốn làm bông ma hoài sao, không muốn làm tao thay làm người hả? Không, thật sự tôi cũng muốn đầu thai sớm để được làm kiếp người lắm cậu ơi. Đúng rồi. Nhưng mà không biết là bằng cách nào mới đầu thai sớm được, tôi cũng không hiểu nữa cậu ơi. Chứ thật sự lang thang giấc dưỡng ở cõi tàu bà này thì
thật sự rất là đói khát, rất là lạnh lẽo, không có chỗ trú ngụ nữa cậu ơi, cứ nay đây mai đó lòng bông, không có chỗ trú ẩn, không biết bao giờ mới được chuyển kiếp đầu thai cậu ơi. Thì đúng ngày đó thì bây giờ nói chung là rồi bây giờ thì anh cũng chưa biết phải đi cái hướng nào cho đúng, thì ngày hôm nay cũng gặp em rồi, thì một chút xíu nữa em cúng kiến cho anh dùng xong, em và em sẽ nói cách nghĩa cho anh hiểu hơn về những chuyện mà em giúp đỡ, rồi em sẽ gửi em về chùa nữa trên tu ha, về đó thì mình sẽ được dùng cơm hàng ngày nè, không phải như ở đây đâu, ở đây là bây giờ có bữa nói bữa no, rồi trời mưa gió, còn ở đó về chùa núi thì mình sẽ được dùng cơm hàng ngày, rồi mình được chỗ trú ngụ nữa, rồi mình được nghe kinh nè, mình được các thầy các sư giảng đạo Phật pháp cho anh hiểu hơn đó, sau đó bắt đầu mình mới tu học, mình niệm Phật để mình giảm bớt cái nghiệp của mình lúc mình còn sống đó. Đó, cho nên thì anh cứ hoan hỷ ha, bình tĩnh nha. Dạ, nếu mà thật sự mà về chùa về núi mà sớm được đầu thai chuyển kiếp làm con người mới á, không có lòng bông lang thang chất dưỡng, cõi tàu bà này vừa đói khát vừa lạnh lẽo á, thì chắc tôi sẽ xin nghe lời cậu và nhờ cậu chỉ dẫn giúp đỡ giùm tôi. Rồi thôi giờ nói chung là chắc lẽ anh giờ cũng đói lắm rồi đúng không? Dạ. Thôi thì bây giờ tối thì chút mắt là em sẽ làm cúng kiến cho anh để anh no trước đi ha, rồi mình sẽ giúp nói chuyện về đó sau nha. Thôi giờ em sẽ cúng là bạn cúng ở đây cho anh dùng trước đi, rồi cái chuyện mình về chùa núi á, thì mình ăn xong đi, mình được no đi, thì em sẽ nói về những chuyện đó cho anh hiểu ha. Dạ tôi cảm ơn cậu. Rồi không có gì, mà bình tĩnh vậy là được, đừng có hung hăng như lúc đầu nữa. Dạ thì tại vì lúc đầu tôi cũng sợ cậu ơi, cậu giúp đỡ tôi gì được, tôi sợ mấy ông pháp sư xấu đó cậu, tôi cũng ngăn ngừa tôi sợ vậy thôi, tôi muốn hung hăng tính chống trả là cho mấy ổng đi thôi cậu ơi. Chứ tôi không biết là cậu thực sự là có về trên gia hộ rồi cậu giúp đỡ những vong linh lang thang chất dưỡng ở cõi tàu bà như tôi. Thì nói chung thì pháp sư thì gặp anh thì thực sự nói không phải nói nha, nói về chuyện xui rủi thì ổng thấy anh là ổng bắt anh rồi, chứ phải như em đứng là khuyên anh đâu nó. Cho nên thì cứ bình tĩnh đi, tại vì nếu mà đã là pháp sư thì thấy vong là sẽ bắt liền, không có phải là gọi là khuyên giải đâu. Còn em thì em chỉ muốn khuyên giải cho anh bình tĩnh trước, rồi sau này em sẽ giúp đỡ cúng kiến sau. Nhưng mà thôi thì giờ chừng nãy giờ cũng đã bình tĩnh rồi, thì dùng cơm với lại bánh trái của em trước đi. Thì sau đó thì em sẽ vào, em sẽ giải thích cho anh hiểu về những chuyện mà em gửi về chùa núi trên tu ha. Dạ, cảm ơn cậu. Không có gì đâu, thì nói chung thì em cũng mong muốn rằng các phong linh đã khỏi tàu bà này được sớm về chùa núi tu, để sớm được đầu thai những kiếp người thôi. Sao thấy cơm chay của em không? Vậy bình tĩnh đi, ăn cơm rồi ăn bánh trái rồi hưởng nhang để mình còn được ấm lòng nữa, dạ đúng không? Chứ cần gì cơm chay nhà nấu á, cơm chay nhà làm, nó không phải cơm chay mua đâu, dở đừng chê nha. Có dùng là được, no lòng là được rồi cậu ơi. Không dám chê đâu. Rồi vậy đợi em xíu ha. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thất Thần Lưu Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây với cái nguyện là muốn được trợ duyên các ông linh đang đối khác đại cục thọ của ngài các ông, thì con cũng mong rằng các ngài các ông hoan hỷ hỷ xả. Châu Linh đang ngồi đây ra dùng những phần lễ mà con muốn tới để mình ấm lòng nói dạ hơn, đỡ cái lạnh hết. Dạ, nằm môi, phụt, nằm môi. Rồi, thế anh ra dùng lễ đi ha, chút vào thì anh em sẽ nói chuyện sau nha.
Từ lúc mình mất tới giờ thì lang thang rất dữ, con với tao bà này vừa đối xác vừa lạnh lẽo nữa. Đi theo sư phụ hôm nay thì không có cái gì để dùng trên, sư phụ chỉ lo lắng che chở cho mình. Sư phụ nói sư phụ tu luyện hết thực gì đi để bảo vệ bản thân gì đi. Cái gì đấy khác thì mọi người lạnh lẽo nữa, ngày hôm nay gặp được cận mây của nó tự giúp đỡ mình, chúc mình dừng sang chúc mình ra mình dài cận này chỉ dẫn đường lối để mình từ chùa gì núi mình tu học để sớm được cái tiếp tục hai làm con người mới. Cái mình lao thang giúp dữ như vậy hoài thì không biết bao giờ con sẽ được những chiếc tự khai và con nhận mới. Chứ mình khổ đến thế cũng chỉ vì mình phát hiện chuyện cậu, chuyện dưỡng chứ mở thôi. Họ hướng mình, họ sẽ không tái phạm. Nhưng mình gặp thêm một lần nữa thì họ sẽ kiếm đường thăm xe mình, tự xử mình. Em dự là những thật ác của mình còn rất là trẻ, có gì thì từ từ nói, đã làm sai rồi không biết sửa, con cáo không muốn nói rồi mà làm sai thì còn hư hăng rồi bảo tàng rồi thăm he mình nữa. Thực sự cũng rất là hư hăng với mình. Lúc mình mắc tới vợ mình vừa nói khác, mình vừa lạnh lẽo nữa, không có ai ngăn khối cho mình hết. Ba mẹ mình già, không biết bây giờ họ ra sao. Mình cũng biết nữa, mình sẽ cộng mong mẹ của mình đi mình bị cười gì đấy. Nếu mình đi học, mình sớm mình vẫn tiếp tục thai, mình làm con người mới đi. Còn phần sư phụ của mình, không biết bây giờ sư phụ tu luyện, sư phụ mới ra. Để mình cứ canh theo sư phụ mình hoài thì bây giờ mình được cái quyết định thay cái nghiệp mới. Sư phụ nói sư phụ chuẩn bị dạy cho mình thích thực hoặc thích thực gì đó để phòng thân gì đó, mà cậu này nó học thích thực thì mình cũng tạo thêm cái nghiệp nữa của tàu bà này nữa, thì biết bao giờ được kiến thức tầm con người mới gì đó. Thực sự cậu này nói thì mình cũng rất tình với lý lắm, nhưng mà không biết là thực sự là cậu này có phải là người tốt hay không nữa. Và nói để trên gia hệ như cậu ta chỉ giúp đỡ những linh linh gì để thoát là lẽ qua cõi tàu bà như mình đi. Thực sự là cậu ta nói cũng đúng, không lẽ mình cứ lang thang về hoài thôi. Thực sự nhất thì mình cũng quá thận diện với mẹ, họ đã làm sai rồi mà họ không biết sửa sai, còn hăm he rồi còn đạp rồi còn hại mình như vậy nữa. Thì suy nghĩ rất là buồn bã luôn. Mình cũng mất nghiệp giữa của thần gian hay không, cho nên như vậy mình nên cái trả cái nghiệp ở cõi tàu bà này, thì cũng trong ngày nay nghiệp ở cõi tàu bà này mình trả cũng đã hết rồi. Thì ngày hôm nay mình dùng xong cái phù lễ này, mình cứ vô mình nhận cái này để chỉ được chỉ hướng cho mình để mình đi về chùa về núi về trên đó. Mình cố gắng qua lại tuy cho thật tốt để sớm được chuyện thiết tự thai là con người mới. Cái tuổi mình nó còn quá trẻ, thật sự mình nghĩ rất là hoang ức, rất là tức tối, dự như mở đứa. Họ cũng là người thân của mình mà họ lại hại mình như vậy đó. Chào anh nha. Dạ. Xin chào anh. Rồi sao rồi, dùng bánh trái cây thấy ổn không? Ổn rồi cậu, bây giờ thực sự tôi dùng cũng cảm thấy là no lòng ấm dạ. Cảm ơn cơm chay của cậu, thực sự rất là ngon.
Nói chung là nãy giờ cũng đã dùng cơm rồi đúng không? Dạ đúng rồi cậu. Rồi có hưởng nhang rồi bánh trái gì hết chưa? Dạ tôi đã hưởng, đã dùng xong hết rồi cậu. Thật sự thì từ lúc tôi mất tới giờ tôi lang thang giấc dưỡng. Ngày hôm nay là tôi cảm thấy là dùng được no lòng ấm dạ nhất luôn á cậu. Có hưởng nữa cậu. Thì nói chung là đã ngon lành rồi thì có thể hoan hỷ cho em biết được cái tên không? Dạ, em tên Phong mà. Rồi ngày xưa rồi quê sống ở đâu? Dạ, ngày xưa quê em ở tỉnh Hậu Giang á anh. Rồi cho anh hỏi một cái, cộng cho em hỏi một cái đi. Thì ngày xưa sao mất phải lang thang cõi tao bà này? Thì gia đình không ai cúng kiến cho anh dùng hả? Dạ không anh ơi, thật sự từ lúc em mất tới giờ không biết ba mẹ em có biết hay không nữa. Mình cũng không có nhang khói gì cho em hết trơn. Bởi vì em không có hưởng được, cũng không có cúng kiến gì cho em dùng hay sao á. Trong lòng em cảm thấy đói khát và lạnh lẽo. Em cứ đi đây đi đó lang thang ở cõi tàu bà này nè anh ơi. Ủa sao con mất thì ba mẹ phải biết chứ. Nhưng mà nó mất sớm không? Mất nhiêu tuổi? Dạ hồi đó em mất em mới có 20 tuổi anh. Ui trời, trẻ vậy hả? Dạ. Rồi hồi đó sao mất mà phải lang thang vậy? Có được về nhà để mà hưởng nhang hưởng khói lần nào không? Dạ không anh ơi. Ôi. Từ lúc em bị ông Dượng cũng hại em mất tới giờ em lang thang dứt dưỡng ở cõi tàu bà luôn, em không có về nhà em được, em cũng không có hưởng được hương hay là nhang khói gì của ba mẹ đốt cho em hết trơn anh ơi. Nãy nghe cái gì nói là Dượng hại hả? Dạ đúng rồi. Wow, Dượng đọc gì ta. Rồi Dượng hại như thế nào thì có kể cho em nghe được không? Dạ thực sự thì hồi lúc trước gia đình em thì ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, nhà em cũng có hai anh em mà em với thằng em trai nữa, em trai của em nhỏ hơn em mấy tuổi á anh. Thì ngày hôm đó đó em cũng tính xin ba mẹ để đi kiếm việc làm phụ ba mẹ á. Thì ba mẹ nói để từ từ đi, rồi có gì hỏi Dượng làm công việc ở đâu đó, rồi có gì thì hỏi mấy ổng giới thiệu vô cho đi làm chung. Tại vì ba mẹ thấy em còn nhỏ cũng chưa có được trải sự đời như người ta á anh. Đi làm với mấy người lạ thì sợ bị người ta gạt á. Ngày hôm đó em mới đi qua bên nhà của Dượng em chơi á. Tính chạy qua bên đó chơi thì chủ yếu chơi Dượng cháu tâm sự hỏi về vấn đề chuyện để xin đi làm á anh. Nhưng thật sự không may á thì em qua bên đó đó là em gặp một cái chuyện thật sự là rất là động trời luôn á anh. Trời, chuyện gì vậy? Chuyện gì mà phải ra động trời như vậy? Dạ em đi qua bên đó thì em thấy Dượng với mợ của em á, hai người đang làm chuyện ấy ở bên nhà của Dượng á. Rồi nghĩa là Dượng với là mợ là bị anh phát hiện. Dạ đúng rồi. Xong cái Dượng mới bỏ đi ra không nói tiếng nói nào hết trơn á. Rồi cái mợ mới kêu em lại á. Mới nói á là con nghe mợ nói nè, con nhớ là con đừng có nói chuyện này cho cậu của con biết nghe không? Có gì á là mợ sẽ cho con thử một lần để cho con biết. Trời. Rồi có gì con đừng có nói với cậu nghe không? Cái em nói thôi đi, em đâu có làm chuyện đó được, tại em còn tuổi còn nhỏ không có biết cái chuyện đó. Em không có thể nào mà em làm chuyện có lỗi với cậu của em được, mong mợ hiểu mà đừng có làm như vậy. Mợ với Dượng đã sai trái rồi mà mợ không biết hối lỗi mà còn dụ dỗ con cháu làm chuyện sàm bậy nữa thì mợ làm thật vậy, mợ rất là sai trái luôn đó, mà đừng có làm như vậy, con không có nhận đâu. Cái mợ của em mới nói á, thôi đi, nếu thật sự con nói như vậy á thì bây giờ con hứa với mợ là con đừng có nói cho cậu nghe cái chuyện này đi, nếu mà đổ bể ra thì gia đình xáo lộn xộn gian dở nữa,
con hứa với mợ đi, con đừng có nói, rồi mợ sẽ hứa với con sau này mợ sẽ không tái phạm những cái chuyện sai trái như vậy nữa. Thì mợ em mới nói như vậy đó, thì em thấy bà hứa thấy cũng có cái tâm này kia đó, em cũng thấy chắc cũng bà hối lỗi quá anh. Em cũng thấy vậy, em cũng im để cho qua luôn, chứ bây giờ nếu mà nói ra nữa thì sự cậu của em nghe chắc cũng là sẽ buồn và đau lắm, rồi đâm ra cự cãi thì gia đình không có vui nữa đó anh. Rồi em mới thấy vậy em mới nói với mợ là em đi về, em không có nói đâu, em hứa. Cái vài ngày sau đó anh, cái em cũng đi qua chơi nữa. Đợt này nè, em qua bên nhà mợ của em á. Thì ngày hôm đó đó là cậu của em á đi làm xa rồi, thì em mới cũng thỉnh thoảng em chạy qua cái mợ có dở cái tánh là hứa mà không giữ lời như vậy không nữa đó anh. Cậu, tại vì cậu của em đi làm á thì cũng tối ngày có khi cũng đi xa này 1-2 ngày ổng mới về á. Vậy là cậu đi xa thì tính qua coi thử coi mợ mình có tính là tật đó không á hả? Dạ đúng rồi anh, tại vì cái lúc đầu á em bắt gặp thì ví dụ như vậy á thì mợ đã hứa rồi là sẽ không tái phạm nữa đó. Thì cũng xin em, cầu xin em đừng có nói cho cậu biết đó. Thì em cũng nhỏ em không biết gì thật sự, nhưng mà em cũng đã hứa với mợ là em sẽ không nói rồi, thì em cứ giữ lời. Nhưng mà lần này em qua để em xem xét thử, em nhìn thử thì có cái vấn đề đó xảy ra nữa không đó anh. Thì lúc em vừa qua thì em nghe trong nhà em ru à, không có tiếng người nói gì hết trơn á. Em đẩy cái cửa nhẹ vô á thì em nghe có cái gì tiếng gì đó nó sột sạt lạch ạch ở trong bồn á. Thì em mới cũng không có kêu là nữa, nếu em kêu lên á thì sợ hai người đó phát hiện sẽ chạy, rồi em không có bắt được cái lạch của họ nữa anh. Em mới về em mới im luôn, em mới dỡ cửa bồn em vô thì em thấy hai người cũng đang thật sự là làm chuyện ấy nữa đó anh. Lại hứa mà không giữ lời, rồi gian dối qua mặt cậu của em nữa đó. Rồi em mới nói á, mợ đã bữa mà đã nói rồi là mợ hứa với con á mà mợ không có tái phạm nữa, con hứa là con xong chứ nói cậu rồi, mà bây giờ mợ làm như vậy ví dụ nữa, con chuyến này con về con sẽ mét cậu cho cậu xử lý mợ với dượng nè. Cái ông dượng ông mới nhảy xuống ông nói mày câm họng mày lại cho tao, à mày mà lén phén là mày coi chừng tao đó. Cái em mới nói á, dượng lớn, dượng đã làm sai trái với cậu của con rồi mà dượng không biết cái nào đúng biết cái nào sai, dượng không biết dừng lại mà dượng ở đây còn dượng còn hăm he con cháu nhỏ tuổi biết phiên dượng với mợ rồi mà còn tái phạm như vậy nữa mà không biết đúng sai á. Cái ổng mới la em, ổng mới nói á, mày mà nó lén phén, mày mà nói với cậu mày á là mày coi chừng tao đó nghe. Cái mợ của em á mới gian xin em á, nó thôi đi bỏ qua cho mợ lần này nữa đi. Cái em mới nói thôi đi, không có bỏ qua nữa, chuyến này là về em nói với cậu em cho biết luôn để cậu em xử lý cho mọi người dừng lại, chứ còn để đi xa quá là không được á. Thế là em ra em dắt xe em chạy đi về á anh. Vừa ra em dắt xe em tính chạy đi về á, cái ông dượng á ổng dí theo em, ổng nói mày lén phén hả, tao đã nói với mày là tao cấm mày không có được nói rồi mà mày giờ mày lén phén mày tính về bển mày đi nói hay gì. Thế là em vừa nhảy lên xe em chạy á, em về em tính nói cho cậu của em á. Em vừa lên xe em chạy chưa gì thì ổng chạy thì ổng dí theo em, ổng đạp em té xuống, em cắm đầu em lộn cổ xuống dưới mé anh. Rồi em mới gãy cổ em chết tại chỗ đó luôn, mà ổng đâu có biết là em gãy cổ em chết ngay đó đâu anh. Tưởng đâu là em chỉ lộn xuống đó rồi em té em tày sơ sơ rồi em nằm em xỉu thôi, rồi ổng bỏ ổng chạy đi luôn á anh. Trời ơi. Dạ thì từ lúc em lộn em gãy cổ em mất ngay chỗ đó tới giờ đó, thật sự không biết là ba mẹ em có biết hay không nữa, bởi vì anh hỏi ba mẹ em có nhang khói cho em không á, em cũng không biết nữa anh ơi. Bởi vì bây giờ em cứ lang thang vất vưởng mai đây mai đó nè, em không biết làm sao phải tìm đường đi về nhà đó.
thì em đi. Đó là em gặp sư phụ của em đó. Sư phụ của em mới hỏi nhóc nhỏ mày đi đâu vậy, cái mới kể cái sự tình vậy đó. Cái ông mới nói hoàn cảnh mày cũng đáng thương quá, tao cũng lang thang vất vưởng như mày. Ông nói mày chết trẻ quá, mày đi mày coi chừng mấy ông pháp sư xấu đó, ông mê mấy cái vong linh rẻ, ông bắt về ông tu luyện phép thuật gì đó anh. Nó thấy ổng mới dẫn dắt em, ổng mới kêu em đi theo em, theo ổng á anh. Cho đến bây giờ nè, thì ngày hôm nay gặp được anh đó, bởi vì từ lúc mà sư phụ em nói gặp mấy ông pháp sư sợ ông bắt đó, bởi vì em gặp anh em mới lần đầu em mới hung hăng, em mới hung dữ với anh đó anh. Trời sự ơi. Chuyện kể ra thì thực sự rất là đau buồn luôn á. Chỉ vì em phát hiện như vậy thôi, mọi người đã sai mà không biết dừng lại mà dưỡng của em lại hại em như vậy đó anh. Trời ơi. Thì thật sự nói về chuyện này thì em xin phép nói với anh vài lời. Dạ. Thì chắc có lẽ nữa, cái chuyện này thì anh đã mất ngoài đường thì ba mẹ có thể là không biết để mà cầu hồn anh về để hưởng nhan khói. Cho nên anh phải buộc lòng lang thang ở cõi ta bà này để mà gọi là mang cái quốc hận, mang quốc hận của mình trong người. Nó như vậy thì khó mà lại phải gọi là chuyển kiếp đầu thai lắm. Cho nên thì cũng may thay thì ngày hôm nay cũng là cái duyên để anh gặp được em, cũng như em gặp được anh, có thể là cùng nhau nói chuyện, cùng nhau hiểu nhau hơn. Rồi em sẽ giúp đỡ anh gửi em về chùa núi tu học. Nhưng mà anh có thể hoan hỷ cho em biết thật sự nha. Dạ. Là sư phụ anh tu luyện bao lâu không? Ổng có nói không? Dạ, em thấy phép thuật của sư thụ phụ em á, thì thấy sư phụ bữa nó thực sự thử phép thuật đó anh. Thì em thấy em hỏi sư phụ em á, sư phụ nói sư phụ chị cũng mới tu luyện đây à con ơi. Tại vì sư phụ cũng ráng cố gắng tu luyện để bảo vệ cho bản thân của mình. Chứ sư phụ cũng sợ những thằng pháp sư xấu nó bắt sư phụ dữ lắm. Ổng cũng nói nhiều với em lắm anh ơi. Ổng nói ổng cũng lang thang vất vưởng như em vậy đó. Rồi nay đây mai đó ổng cũng đói khát, ổng cũng lạnh lẽo như vậy đó. Mà ổng cũng nói là ổng ráng đi tìm đồ ăn này kia về cho em ăn đó. Ông nói sư phụ cũng đi nhiều chỗ lắm nhưng mà không có, con ơi con ráng chịu đựng đi. Nói với em như vậy đó anh. Thì bây giờ là sư phụ anh cũng đã đang tu luyện hả? Chứ không biết tu luyện ở đâu ta. Dạ. Nhưng là anh cũng đâu biết cái chỗ tu luyện của sư phụ anh hay sao? Hôm bữa thì sư phụ em kêu em cứ ở lòng vòng ngay cái đường khúc đường này nè anh. Sư phụ em nói là sư phụ chỉ ở sát bên con là chứ không có xa đâu. Nhưng mà trong lúc sư phụ tập trung tu luyện thì cho dù con có kêu sư phụ ra phụ con hay là cái gì thì sư phụ không có ra được đâu. Nhưng mà ví dụ có ai tới ức hiếp con hay là cái gì đó thì con cứ cất lên những tiếng kêu như vậy đi, là họ tưởng đâu sư phụ ra thiệt, sư phụ phụ con là họ sẽ bỏ họ đi về. Bởi vì hồi nãy em mới kêu những cái tiếng đó đó. Và kêu thì kêu chứ em biết thật sự là sư phụ em không có ra. Là em kêu đó là chủ yếu là có sư phụ em ra đó, là cho anh sợ anh đi về đó. Nhưng mà thật sự là anh không có chịu đi về. Thì thôi bây giờ nói chung là sư phụ thì chị nó để qua một bên đi. Giờ nói trước mắt là anh trước đây. Dạ. Thì anh nãy giờ cũng đã dùng lễ của em rồi, thì chắc không biết là cái tấm lòng của em. Thì em chủ yếu là chỉ muốn giúp đỡ cho các phong linh ở cõi ta bà này được về chùa về núi để mà tu học, để có thể là sớm để tụi thai chuyển kiếp làm người thôi, chứ không phải đến đây để bắt bớ đâu. Còn cái chuyện về chùa về núi tu học thì nãy em cũng đã nói anh sơ sơ rồi. Thì có thể là mình về chùa nè, mình được các thầy các sư giảng đạo Phật pháp đó, rồi mình được các thầy các sư cho nghe kinh và niệm Phật để giảm bớt cái nghiệp của mình hiện tại nè, nhưng mà giảm bớt cái quốc hận của mình nó, thì mình mới có thể là dễ dàng mình đã đi đầu thai chuyển kiếp làm người được. Còn chứ anh như thế này á, anh cứ mang cái quốc hận, mang cái nỗi oan ức như người vợ tới hại anh á, thì anh không bao giờ mà anh nhẹ được cái lòng, không bao giờ mà có thể đầu thai chuyển kiếp làm người. Nó rất là lâu. Còn về chùa núi mình nghe kinh mình niệm Phật sẽ giảm cái nghiệp sản, giảm cái quốc hận rất là nhanh. Nó thì có thể là cái, mình chừng một vài tháng hay là một năm gì đó thì mình sẽ được đầu thai thôi. Còn bây giờ anh lang thang như thế này hoài thì nói chung là em cũng không biết là bao nhiêu lâu nữa anh mới được đầu thai những kiếp.
nó gặp nhiều nơi khác lạnh lẽo nữa không, rồi gặp những ví dụ sôi sôi gặp những ông thầy xấu hay những vong quỷ vong ma tu luyện pháp thuật được mạnh hơn sư phụ anh, nó người trấn áp xua đuổi quánh đập anh sao. Còn mình về chùa về núi đó thì mình được các thầy cái sư chuyên nghe kinh niệm Phật này, người ta đã có người bảo vệ cho anh luôn anh, vì đó chủ yếu là mình sống cuộc sống thanh thản, mình đơn ngày đơn giản thôi, ban ngày thì mình nghe kinh niệm Phật, đêm thì mình cần chú ngủ thôi, mình không cần phò lo chuyện đi kiếm đồ ăn hay kiếm đồ dùng hay bữa nào bữa đói bữa no, còn trên đó ngày nào cũng được no lòng ấm dạ hết nó, thì cho nên đó, thì em khuyên anh đó, thì anh nên buông bỏ những cái quốc hận đi, những cái hận thù mà anh ngoài ở vụ anh đã gây ra cho anh, để rồi anh sẽ được nhẹ cái lòng, rồi anh sẽ được em giúp đỡ gửi về chùa núi tu học ha. Dạ thật sự thì nãy giờ em cũng nghe anh nói á, thì thật sự á thì từ lúc em mất á em cũng mang cái uất hận là dượng của em lắm. Thật sự á đã làm sai rồi mà con cháu nói nhắc nhở á mà không chịu là sửa sai, lại càng thêm sai, rồi để con cháu phát hiện nữa rồi hăm he rồi giết hại con cháu như vậy. Thật sự em suy nghĩ thì em rất là buồn, cũng rất là uất hận à. Nhưng mà em uất hận thì cũng không có làm được gì hết trơn anh ơi. Hiện giờ em đã mất rồi, em thành một vong linh rồi. Em cứ lang thang chất dưỡng ở cõi tàu bà này rồi thì cũng chỉ đối khác với lạnh lẽo thôi anh ơi. Cũng không biết bao giờ mới sớm được chuyển kiếp đầu thai nữa. Nhưng tôi hôm nay gặp được anh rồi, anh cũng chỉ đường chỉ lối cho em, nãy giờ em nghe đó thì em cũng xin nghe lời anh, em sẽ đi về chùa về núi, về trên đó em sẽ ráng tu học để sớm được chuyển kiếp đầu thai làm con người mới. Em sẽ buông bỏ tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây để ráng cố gắng tu học anh. Thì thôi thì bây giờ anh cũng đã chấp nhận để em gửi về chùa núi tu học rồi, thì bây giờ em sẽ đưa anh đi luôn ha. Còn sư phụ của anh thì chắc có lẽ để ngày mai đi. Ngày mai mà cho em hỏi cái em tu luyện đâu chưa? Dạ sư phụ em cũng mới tu luyện một chút chút gần đây anh ơi. Nói chung là phép thuật của sư phụ em thì chỉ có thể là bảo vệ được bản thân với quánh với những cái vong linh nhỏ nhỏ thôi anh ơi, chứ còn đụng những ông pháp sư mạnh thì chắc sư phụ em nghĩ sư phụ em làm không có lợi đâu anh ơi. Không ý là em chỉ hỏi là ông sư phụ của anh nó vào tu luyện lâu chưa để em biết là ngày mai có nên đến hay không, tại vì nhiều khi mới vào tu luyện á thì có thể chưa ra, còn khoảng chừng 3 bữa nay thì có thể là ngày mai ra, cho nên em tính hỏi để mà hôm mai quay lại đây thôi. Dạ ổng tu luyện trong vòng chừng vài tiếng đồng hồ là ổng sẽ ra anh ơi. Dạ, tại vì ổng không có bỏ em lâu đâu, tại vì ổng nói em cứ ráng ở ngồi ở ngoài đợi sư phụ đi, sư phụ 1-2 tiếng là sư phụ ra, sư phụ không có bỏ con một mình đâu, chứ dặn em như vậy đó anh. Rồi thôi thì chuyện nó để chắc lẽ ngày mai sẽ quay trở lại đây để mà giúp đỡ cho sư phụ của anh được vào chùa núi tu cùng anh luôn ha. Còn bây giờ em khuyên anh là nên đi trước đi nha, thì đó mình tu trước để mình sớm đầu thai chuyển kiếp làm người trước nha. Dạ thì em xin nghe anh, tại vì em mất cái tuổi còn quá trẻ, em cũng không muốn phải lang thang chất dưỡng như vậy hoài đâu anh ơi. Em sẽ ráng cố gắng để tu để sớm được chuyển kiếp đầu thai làm được con người mới lại anh. Rồi vậy thì anh chắp tay lên niệm sát chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi, rồi em sẽ đưa cho anh đi ha. Dạ. Anh cứ theo cái luồng sáng mẹ mở đó, rồi anh sẽ về tới chùa núi, vì đó thì mình sẽ được các ngày đi đón vào chùa nha. Dạ. Rồi cả nhà ơi, thì ngày hôm nay á nha, thì con cũng đã giúp đỡ được phong linh của anh trai, thì bị ông Dượng gọi là vô tình sát hại, tại vì nói chung là theo con nghĩ là ông Dượng này chủ yếu là cảnh cáo thôi, không ngờ là ông phong linh của anh trai này lại té một cái khá nặng, nên là mất ở cõi ta bà này. Thì chắc lẽ trong giờ ông Dượng cũng đã hối hận lắm, nhưng mà thôi chuyện nó cũng rồi, mình cũng không thể nào mình tiến sâu vào trong được nha cả nhà.
Còn ở đây thì con được biết rằng thì còn vong linh. Thì theo con nghĩ là cái vong linh sư phụ của ông này là chắc có lẽ là người đã mà dí xua đuổi đánh đập cái vong linh mà hôm trước mình gặp đó nha cả nhà. Cho nên thì chắc có lẽ ngày mai con sẽ ghé đây thêm một hôm nữa để con có thể là cố gắng tìm cách khuyên giải vong linh này để có thể là đưa những vong linh này về chùa núi tu học để sớm được độ thanh khí làm người nha cả nhà. Thì mong rằng ngày mai sẽ đến đây sẽ gặp được vong linh này để mọi thể gì dễ dàng giúp đỡ hơn. Thì nói chung là vong linh này cũng cố tu luyện thích thực, thì con không biết là ngày mai như thế nào, em có ổn không nữa đây. Thì con cũng mong cầu mong ơn trên có thể là phù hộ gia hộ cho con được dễ dàng đỡ quá những vong linh cõi ta bà này để có thể là gửi về chùa núi tu học trước, sau nữa là có thể là giữ gìn sức khỏe cho con để con có thể còn giúp đỡ những vong linh nhiều hơn nữa, để có thể là cõi ta bà này sẽ giảm bớt được phần nào đó để mà trả lại sự bình yên cho người trần mình đang sống đó cả nhà. Rồi thì có lẽ thì con cũng xin cả nhà mình để lại cái xin được like, một lượt đăng ký kênh cũng như được chia sẻ, tạo thêm động lực mà con có thể đi quay những thức phim tâm linh để đăng cho cả nhà mình xem ạ. Dạ thì con cũng không quên chúc cả nhà mình có một năm mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc với người thân của mình, đặc biệt thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe, thanh tâm an lạc. Dạ xin chào, mẹ gặp lại cả nhà mình ở những video sau.